Xin giới thiệu tới các cô chú anh chị em và các bạn. Đây là một dòng lan vũ nữ được nhập khẩu từ Mỹ. Nó có tên là Lyca. Tên đầy đủ của nó là Lysuca muloa. Tôi kèm tên khoa học ở trên màn hình để cho mọi người chúng ta biết được thông tin. Dòng lan Lyca này thì hầu hết được nhập khẩu từ Mỹ. Là một dòng lan có mặt ở Việt Nam thời gian chưa lâu. Và số lượng của nó hiện bây giờ cũng đang còn rất là ít. Ngay cả khi chúng ta tìm thông tin trên mạng thì đối với dòng lan này cũng rất là gần như là không có luôn, chứ không phải là ít nữa. Trong cái thời đại công nghệ hiện nay thì gần như cái gì chúng ta tìm cũng có ngay. Nhưng các bác cứ thử lên mạng để nắm thông tin về dòng lan này xem. Gần như không có. Thì hôm nay tôi sẽ nói sơ một số cái nét về đặc tính về cái dòng lan này. Đặc tính về giá cả. Như tôi đã nói ở trên thì dòng này nhập khẩu từ Mỹ. Nó được nhập cùng với một số cái loài như là mèo vàng vua này này. Rồi bạch tiên đốm. Rồi vũ nữ mèo đỏ Mỹ. Hay là mèo lửa. Rồi vũ nữ mai rùa. Nhất là mai rùa. Hiện bây giờ cái Lyca này và mai rùa còn rất là ít. Và một số cái dòng Mytholia nữa. Thì hiện nay tôi cũng có nhập được một số ít lắm. Lyca này thì tôi cũng chưa bán cây nào cả. Và đây cũng là bông hoa nở thứ hai tại nhà. Trước đây một bông nở bói một lần, nhưng mà thời gian tôi chiêm ngưỡng nó cũng chưa được lâu. Thì hôm nay quay mặt hoa thật cụ thể và nói để cho mọi người biết. Thì đối với vũ nữ Lyca, nó có một cái tên gọi khác. Một số người gọi nó gọi là vũ nữ hồng tâm. Dòng này thì thân khá là lớn. Nó cũng là một trong những dòng có các cái giả hành ấy, gọi là cái thân này nó khá lớn này. Khi mình nuôi trồng tốt thì nó cũng bằng khoảng 3 ngón tay. Riêng đối với lá thì có lẽ là dòng vũ nữ thì nó chỉ thua vũ nữ trên lá ấy. Lá lớn nó chỉ thua cái vũ nữ hoàng hậu xanh, hoàng hậu báo đốm và một số ít thôi. Còn đây có lẽ là cái loại lá cũng thuộc vào tốt to nhất rồi. Tốt to nhất chứ không phải to nhất nhé. Chiều dài của lá này khoảng tầm như đây là 40 cm này. Còn có lá như lá này là sẽ hơn. Đối với hoa, dòng hoa này là hoa cánh sáp, rất là dày. Hoa rất dày và cỡ hoa to. Bề ngang của hoa này khoảng tầm 8 cm. Đây là nó chưa nở căng. Nó mới bắt đầu nở sang ngày thứ hai thôi. Còn nếu mà nó hoa mà phát triển khỏe mạnh và căng ấy thì nó khoảng được 10 cm. Nó thuộc vào cái top hoa rất to. Như bạch tiên đốm này cũng là thuộc dòng to này. Rồi hàm cá mập cũng là cỡ to. Còn như là mèo vàng vua này nó chỉ là cỡ trung thôi. Mấy cái dòng mèo này nó là cỡ trung thôi. Mèo đỏ này, rồi mèo hoang, rồi mèo cam, mèo lửa thì nó đều cơ bản như thế này. Còn cái Lyca này nó thuộc vào là top những cây có mặt hoa to. Mặt hoa thì cũng khá là đẹp. Dòng này nở hoa vào thời gian thông thường là từ tháng 1 âm lịch cho đến khoảng tháng 4. Đấy, thông thường nhé. Còn tất nhiên ở các cái vùng khí hậu như ở miền Nam thì nó cũng không kể cái mùa nào cả. Cứ cây trưởng thành thì nó sẽ cho hoa. Còn đối với khu vực miền Bắc thì nó sẽ nở hoa bình thường như cái này này. Tức là qua Tết một tí nó sẽ nở. Nhưng là năm nay ấm hơn thì nó sẽ nở một số bông, nó nở lác đác được một số bông trước Tết thôi. Như bông này đón Tết thì rất là tuyệt vời rồi. Dòng này thì nó chịu được khí hậu là
nhiệt đới mình vẫn chịu được. Thường là nó chịu khí hậu nóng hơn. Như ở miền Nam thì nó sẽ hợp hơn. Còn miền Bắc thì như tôi trồng ở đây thì qua cái mùa lạnh vừa rồi nó cũng không vấn đề gì cả. Cũng không bị cháy lá. Một số cây hồ điệp mà nếu mình không tránh lạnh cho nó tốt ấy, thì nó sẽ bỏng lá, nó bị thậm chí hư luôn ấy. Nhưng mà những cái cây lyca này thì thấy không việc gì cả. À, như vậy là nó chịu khí hậu nóng được và lạnh được. Độ bền của bông hoa vô nấy lyca nó cũng khá là cao, cũng được trên một tháng. Thì đó là những cái cây mà tôi trồng ở đây thì thấy thế. Còn lại tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chăm sóc tốt hơn nữa thì thời gian của nó, độ bền của nó có thể là cũng được một tháng cho đến một tháng rưỡi đấy. Sắc hoa thì nhìn như thế này, cũng khá là đẹp. Khi mà cây ra trước nắng thì nó sẽ, cái màu đỏ của nó tươi hơn. Màu đỏ tươi, màu vàng rất nổi bật và cái mũi trắng tinh. Thì nói chung kết cấu của hoa khá là hài hòa. Dòng này có hương thơm nhẹ mọi người nhé. Về cách trồng và chăm sóc nó thì không khác gì các cái dòng lan vũ nữ bình thường. Chúng ta vẫn cứ trồng với chậu và giá thể như bình thường thôi. Vỏ thông, than củi hoặc là dớn. Còn nếu như mà trồng với viên đất nung thì chúng ta vẫn luôn luôn phải có một chút nước ở dưới đáy. Tức là lúc nào nó cũng hơi ẩm ẩm. Còn tránh việc để khô. Để khô là nó rút ngược cái nước ở trong rễ ra, trong thân cây ra. Đấy. Thường một cần hoa của lyca nó chỉ cho một bông thôi. À, bông to lớn, nổi bật. Một cây mà khỏe mạnh thì nó cũng hai nách cho hai cây bình thường. Có một cái điều là cái dòng này nó hơi dở. Nó giống như kiểu là thiên nga đấy. Khi chúng ta chuyển chậu hoặc là tách khóm để trồng ấy, thì cái lá của nó rất là dễ bị rụng. Nhìn nó cứ trọc trọc thôi. Trồng thật khéo thì cây thật khỏe thì nó mới rụng ít. Còn không là thậm chí là những cái này nó đều rụng hết. Những ai chơi thiên nga rồi thì biết, nếu như chúng ta trồng mà tách không khéo á, thì những cái lá của cây chúng ta tách hoặc chúng ta mua ở nơi khác về chuyển vùng khí hậu và sang chậu mới thì gần như là các lá đều rụng trụi hết. Thì đó là một cái đặc điểm mà đôi khi chúng ta trồng cây thời gian đầu thấy nó xấu. À, còn một vấn đề nữa là về giá của cây này thì hiện nay cũng rất ít người bán, nên là cũng thi thoảng có người bán thì giá đa số là xoay quanh khoảng 140 đến 150 một chậu. Nó khoảng 2 đến 3 thân thôi. Nó dạng dạng như chậu này này. Còn nó còn tùy thuộc vào chậu khỏe mạnh hay không, rồi bao nhiêu giả hành, rồi có nụ hay không. Đấy, thì chúng ta cứ xoay quanh khoảng 140 đến 150 một chậu nó hiện nay. Sắp tới thì qua tháng 1 âm lịch, qua Tết một thời gian, khoảng tầm cuối tháng 1 âm lịch thì tôi sẽ bán một số chậu dòng lyca này. Ai nếu có nhu cầu sưu tầm thì đến thời gian đó thì tôi mới bán. Còn thời gian sát Tết, xong Tết thì cũng sẽ chưa bán đâu. Chủ yếu là đợi đến khi nó có vòi nụ thì sẽ bán cho mọi người cảm thấy nó phấn khích hơn. Trong phạm vi thời gian ngắn hôm nay thì Duy Anh xin giới thiệu thêm một cái mặt lan vũ nữ để cho cô chú anh chị em và các bạn chúng ta biết. Và nếu như có nhu cầu sưu tầm thì mọi người nắm được cái thông tin đó để chúng ta làm cái kênh tham khảo. Còn mặt hoa chính xác và màu sắc nó như thế này các bác nhé. Đấy, nếu như ai chưa biết thì hôm nay mọi người đã được biết. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.